Công ty cổ phần MISA là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam với gần 30 năm kinh nghiệm sản xuất và triển khai phần mềm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, trường học, cộng đồng doanh nghiệp, hộ cá thể và cá nhân. Với một trụ sở chính, một khối sản xuất, một trung tâm tư vấn và hỗ trợ khách hàng cùng 5 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, MISA đã có gần 350.000 khách hàng là đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ cá thể trên khắp Việt Nam cùng gần 3,5 triệu khách hàng cá nhân. Các sản phẩm của MISA được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Nhiều sản phẩm được công nhận đạt tiêu chí ưu tiên thuê, đầu tư mua sắm trong cơ quan nhà nước. Xuyên suốt 25 năm của MISA là sự trung thành với triết lý ban đầu về phát triển các nền tảng, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin nhằm thay đổi ngành kinh tế, nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước và các quốc gia khác trên thế giới. Ngay từ ngày đầu, MISA đã đi theo hướng phát triển sản phẩm, đã là tinh thần Make in Việt Nam, đã là mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và chưa bao giờ là gia công cho nước ngoài. Các bạn đã thành công và tạo nên sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam. Phải nói là MISA với một cái phong cách, với một cái chiến lược kinh doanh mà tôi rất là ấn tượng, hết sức năng động và sáng tạo, cung cấp những cái sản phẩm phần mềm rất là chất lượng và uy tín trên thị trường cho doanh nghiệp và cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các đơn vị sự nghiệp. Bằng những đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung, MISA vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì, cờ thi đua chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng rất nhiều bằng khen của các ban ngành, hiệp hội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, MISA sở hữu hàng trăm giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như Nhân tài đất Việt, Sao vàng đất Việt, Sao khuê, Doanh nghiệp làm phần mềm và dịch vụ nội địa tốt nhất Việt Nam, Huy chương vàng ICT, Giải thưởng quốc tế Associo, APICTA. Hiện nay, các hoạt động xã hội, từ thiện được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và có nhiều đối tượng trong xã hội tham gia. Các nguồn tài chính của hoạt động xã hội, từ thiện không có nguồn gốc ngân sách nhà nước mà do các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Các hoạt động này cần phải được ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời, khoa học để đảm bảo tính minh bạch, tránh hiện tượng lợi dụng, gây thất thoát nguồn lực của xã hội, tạo niềm tin cho công chúng. Chính vì vậy, việc ban hành thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán cho hoạt động xã hội từ thiện sẽ đáp ứng được yêu cầu quản lý, tạo ra sự minh bạch cho các hoạt động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục đích xã hội từ thiện. Nhận thấy những vấn đề quan trọng trên và giúp đỡ các đơn vị tin học hóa việc mở sổ, ghi chép hạch toán kế toán dễ dàng, MISA chính thức ra mắt phần mềm kế toán hoạt động xã hội từ thiện MISA Falcon 2023 đáp ứng thông tư 41/2022/TT-BTC, đảm bảo các quỹ vì người nghèo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện quản lý tài chính thống nhất, chặt chẽ, toàn diện và đạt hiệu quả tối đa. Phần mềm MISA Falcon 2023 đáp ứng 100% quy trình và nghiệp vụ kế toán hoạt động xã hội từ thiện theo thông tư 41/2022/TT-BTC cụ thể như 1. Theo dõi chi tiết, chặt chẽ các khoản đóng góp, tài trợ, ủng hộ và các khoản chi cho hoạt động tài trợ bằng tiền mặt, tiền gửi đến từng hoạt động. 2. Tự động tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân. 3. Quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 4. Đáp ứng tốt nghiệp vụ, mua hàng, bán hàng, nhận tài trợ cho hoạt động xã hội, từ thiện bằng nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ, xử lý vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ thừa thiếu khi kiểm kê. 5. Quản lý tài sản cố định linh hoạt, tự động tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định. Bên cạnh đó, phần mềm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tối ưu cho công tác lập báo cáo tài chính của đơn vị và cung cấp đầy đủ 4 báo cáo tài chính, 2 mẫu đặc thù, 22 sổ kế toán theo thông tư 41/2022/TT-BTC. Ngoài ra, phần mềm tự động kết xuất, kiểm tra, gửi báo cáo lên chủ quản, cơ quan tài chính và hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê trực quan sinh động theo nhu cầu.
Đặc biệt, Misa Falcon 2023 được thiết kế với 5 ưu việt vượt trội giúp phần mềm khác biệt nhất so với các sản phẩm khác trên thị trường. Phần mềm tự động định khoản 80% các nghiệp vụ kế toán phát sinh, tự động hạch toán 100% các bút toán đồng thời và tự động xác định kết quả thặng dư, thâm hụt hoạt động quỹ. Ngoài ra, phần mềm cho phép kết nối trực tiếp dịch vụ công trực tuyến của kho bạc nhà nước gửi chứng từ, báo cáo đối chiếu với kho bạc nhà nước và tìm kiếm chứng từ nhanh, truy vấn ngược chứng từ gốc, nhân bản chứng từ cùng loại. Song hành cùng với Misa Falcon 2023, đơn vị hoàn toàn yên tâm với công tác tổng hợp báo cáo tài chính cùng phần mềm Misa Falcon X1 2023. Misa Falcon X1 2023 cho phép nhận báo cáo cấp dưới trực tiếp từ phần mềm, thống kê nhanh được tình hình nộp báo cáo của đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, phần mềm tự động tổng hợp báo cáo 100% giúp đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo theo đúng thông tư 41/2022/TT-BTC nhanh chóng, chính xác. Số liệu báo cáo tức thời giúp công tác quản lý, điều hành từ trung ương đến địa phương hiệu quả nhất. Với các ưu điểm vượt trội trên, Misa Falcon 2023 và Misa Falcon X1 2023 chắc chắn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp cho các ban vận động quỹ vì người nghèo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện kịp thời công tác hạch toán, kế toán, tránh hiện tượng gây thất thoát nguồn lực của xã hội và góp phần hiệu quả trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Với sứ mệnh phụng sự xã hội, Misa đã và đang tham gia mạnh mẽ vào chương trình chuyển đổi số quốc gia bằng việc cung cấp các nền tảng chuyển đổi số Make in Việt Nam xuất sắc, đóng góp vào cả 3 trụ cột, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Các nền tảng sản phẩm dịch vụ của Misa không chỉ đáp ứng yêu cầu về mặt nghiệp vụ của khách hàng, mà còn luôn tiên phong ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất của cuộc cách mạng 4.0. nhằm mang lại những trải nghiệm thú vị cho khách hàng, giúp khách hàng có công cụ quản lý một cách thông minh hơn, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Người Misa cam kết sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng với tinh thần tin cậy, tiện ích tận tình, ngày càng cải tiến hoàn thiện sản phẩm dịch vụ để khách thích, khách yêu, khách chia sẻ. Với mong muốn lắng nghe và cải thiện chất lượng dịch vụ để mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, Misa triển khai các kênh tư vấn và hỗ trợ khách hàng với đội ngũ chuyên nghiệp cùng tinh thần tin cậy, tiện ích, tận tình qua tổng đài 1900 8177, email support@misa.com.vn, diễn đàn forum.misa.vn và các kênh hỗ trợ trên Facebook sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng sử dụng sản phẩm của Misa một cách nhanh nhất.